Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9, một kỳ nghỉ lễ rất là lớn của nước mình. Thì em xin chúc tất cả các bác cùng với gia đình có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và là đậm ấm. Tầm này thì em lên video thì các bác cũng đang đi chơi cũng như là nghỉ lễ hết rồi. Nhưng mà để các bác chốt đơn sau lễ cũng được. Đây là những chiếc radio cassette, chủ yếu là hàng Sony, này, Nationan và Sharp, đều là những hàng bình dân. Và hôm nay thì em giảm giá rất là sâu để cho các bác chơi nha các bác nhá. Những dòng này thì các bác có thể mua về trưng bày này, để nghe băng cassette này, cũng như là biếu các cụ ở nhà nghe đài đều hay. Mấy chiếc này thì em đã đều có video test máy cũng như là báo giá ở trên kênh YouTube rồi. Hôm nay thì em sẽ báo giá lại thôi, cũng như là giảm giá một số mẫu cho các bác mua nhanh. Bác nào cần xem hình ảnh chi tiết này, cũng như là xem lại những video test máy ấy, thì có thể nhắn tin với em theo số điện thoại đang hiển thị dưới màn hình Zalo nha các bác nhé, số điện thoại Zalo. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng máy cho các bác xem. Đầu tiên bên trên này là chiếc đài Sony CFS1030. Chiếc này thì em đang thanh lý giá là 800.000 đồng nha các bác nhé. Radio thì vẫn đang hoạt động tốt này, băng cassette vẫn đang chạy bình thường này. Radio của nó thì bắt sóng 108 luôn, bắt được tất cả các đài tiếng nói Việt Nam. Đấy, chiếc này chỉ có 800.000 đồng thôi. Ba cục hai loa này các bác có thể tháo rời được này. Đấy, bác nào mua để về cho các cụ để đầu giường nghe radio cũng được, giá rẻ, hình thức tạm được, giá 800 nha các bác nha, 800 chiếc này. Còn số bên dưới đây là chiếc JBC W100. Chiếc này thì hôm trước em đã đăng một lần rồi, 2.1 triệu, thì hôm nay giảm giá còn 1.9 triệu. JBC W100 chạy hai cửa băng cassette, có cổng line ở phía sau luôn cho các bác nghe nhạc điện thoại, máy tính, laptop. Hình thức thì cũng đang còn khá là đẹp, viền mạ xi ở đây đang còn sáng này các bác này, không có chảy xước quá là nhiều. Hình thức còn tầm khoảng 80%. Đấy, 1.9 triệu nhé các bác nhá, JBC W100. Còn xuống bên dưới này là hai chiếc đài Sony 1130. Bên trên là 1030, còn đây là 1130. Chiếc này thì nó có thêm cổng line ở phía trước này các bác này. Đấy, để các bác nghe nhạc điện thoại, máy tính, laptop. Đấy, rất là tiện. Loa của nó to hơn, nghe âm bass cũng rất là chắc. Hai chiếc này thì em bán đồng giá là 1.600.000 đồng một chiếc nha các bác nhá. 1.600.000 đồng. Đấy. Dòng 1130 cũng tương tự với dòng 1133. Hình thức khá là chắc chắn. Đẹp. Còn xuống bên phía dưới cùng này là chiếc Sharp GF800. Hôm bữa em đã test một lần rồi. Hôm đấy thì em báo giá là 6.200.000 đồng. Hôm nay thì giảm giá 500.000, còn 5.700.000 đồng nha các bác nhá. 5.700.000 đồng Sharp GF800, hình thức rất là đẹp. Trên 85%, viền xi còn rất là đẹp. Đấy các bác này. Đấy. Bác nào thích xem hình ảnh chi tiết của chiếc này thì nhắn tin Zalo cho em nha các bác nhá. Sharp GF800. Đấy. Đấy, tổng thể lại. Đấy, chiếc này 800 rất là rẻ, cũng như là để các bác nghe đài giải đồ. Ok. Còn qua bên này là chiếc Sony 1058S. Chiếc này thì giá 1.3 triệu nha các bác nhá. Dòng 1058 1.3 triệu. Hôm trước em đã về hai cái và bán hết rồi. Nay thì về thêm một cái nữa. Vẫn vậy thôi, giá 1.3 triệu. Dòng đa năng nghe cũng rất là hay. Bên phía dưới là chiếc Sony 1037. Dòng 1037. Chiếc này thì có giá là 1.2 triệu nha các bác nhá. 1.200.000 đồng. Bằng cassette radio chạy tốt. Còn xuống bên phía dưới này là chiếc Nationan C40 này. Nationan C40. Hôm trước thì em đã đăng mà giá 1.9 triệu, hôm nay thì là 1.8 triệu nhé các bác nhá. Nationan C40, dòng này thì cũng không có nhiều đâu. Loa vuông này, hình thức nhìn cũng khá là hay, để các bác trưng bày cũng đẹp này. Đấy. Dòng chạy một cửa băng cơ rất là lành, dễ sửa chữa bảo dưỡng. Chạy điện 220, radio AM FM đầy đủ. Có cổng line ở phía sau luôn. Đấy. 1.8 triệu nha các bác nha. Và cuối cùng bên phía dưới này là chiếc Nationan C42, dòng hai cửa băng, loa bass 16 khá là lớn. Dòng này cho âm bass nghe tốt này. Chiếc này hôm trước em đăng một lần rồi, 2.3 triệu. Hôm nay thì giảm giá còn 2.000.000 tròn nha các bác nhá. Nationan C42, 2.000.000 tròn. Đấy. Hình thức còn hoạt động tốt hết tất cả. Tất cả những mẫu cassette hôm nay em đã đăng ở đây thì đều chạy được điện 220V nha các bác nhá. Đều chạy điện 220V. Kể cả dòng Sharp GF800 này bên dưới này các bác này, cũng là chạy điện 220 nha các bác nhá.
dòng này thì đã quá nổi tiếng rồi. Chiếc này thì em chỉ có một chiếc duy nhất thôi, màu ghi nhìn rất là đẹp. Các bác mua về để trưng bày, để nghe cassette cũng như radio đều được cả. Dòng rất là hoài niệm cùng với Sharp GF939, rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình. Ok, em vừa báo giá nhanh một vòng những chiếc radio cassette mà sử dụng điện 220V, giá bình dân cho các bác xem. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em theo số điện thoại đang hiển thị dưới màn hình nhé các bác nhé. Em sẽ nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.